những ai từng đi du lịch nước ngoài, tới những giang sơn phát triển như Mỹ, các nước trong khối Schengen sẽ thấu hiểu, nếu không có một biển sơ tài chính sáng sủa, một khoản tiết kiệm, một lịch trình hợp lý và kèm theo vô số những giấy tờ từ nhiều cơ quan, đoàn thể liên quan hoặc một pháp nhân ở nước ngoài bảo lãnh thì việc xin thị thực tới những nước này sẽ gặp gỡ vô số trở ngại, thậm chí là bất khả thi. Xu hướng di dân mạnh bạo do những tình tiết ngày càng khó lường trên toàn trái đất. Muốn đi du lịch không chỉ cần tiền. Nếu như người dân từ các giang sơn có chiến tranh hay soạn phát triển sẽ tìm mọi cách để đến tị nạn tại các giang sơn phát triển hơn thì ngược lại, những nước đang phát triển lại thôi thúc sự tìm hiểu của những công dân đến từ nhiều giang sơn văn minh hơn. Bối cảnh đó dẫn đến chế độ thị thực ở những nơi được coi là điểm đến mơ ước ngày càng siết chặt hơn. Điều đó lại gây khó cho người đi du lịch chân chính trên toàn trái đất, trong đó có Việt Nam. Theo bảng chỉ số Henley, Nhật Bản và Singapore là hai giang sơn có quyển hộ chiếu quyền lực nhất với 190 giang sơn miễn visa cho công dân của họ. Việt Nam đứng thứ 90 với chỉ 51 giang sơn chào đón công dân Việt Nam mà không cần thị thực. Điều nghịch lý là, để thú vị khách nước ngoài đến với Việt Nam, chế độ thị thực visa của Việt Nam dành cho công dân nhiều giang sơn đã rất cởi mở, nhiều nước được hưởng chế độ miễn thị thực đơn phương. Song, một số giang sơn trong nhóm này lại là nơi công dân Việt Nam gặp gỡ gian khổ nhiều nhất khi xin nhập cảnh. Có người thân, chưa chắc được thăm. Chị N. T. M. V. có Bi làm việc tại chờ xét hơn 10 năm, quyết định xin nghỉ không lương 3 tháng để quý phái thăm Bi. Có công việc ổn thỏa ở Việt Nam, cùng lịch sử tài chính minh bạc chị V. Rất tự tin đại sứ quán sẽ không thể nào từ chối cấp thị thực cho chị. Ấy thế mà chị trượt. Lý do mà đại sứ quán sẽ đưa ra là chị không chứng minh được việc có chắc chắn rời khỏi sách sau khi đến thăm Bi hay không. Chị V. chỉ là một trong vô số trường hợp công dân Việt Nam bị từ chối cấp visa thăm thân nhân tại sách. Đã có nhiều trường hợp gần giống khi xin thị thực đi Canada, Anh, Pháp, Đức hay Tây Ban Nha. Một sự bất tín, dặn sự bất tin. Nếu theo dõi tin tức liên quan đến người Việt ở nước ngoài, sẽ gặp gỡ khá nhiều chuyện buồn như đi du lịch rồi trốn lại, đi xuất khẩu công phu nhưng bỏ việc để đi làm chui, đi du học nhưng bị đưa về nước vì vi phạm quy định sở tại. Nổi tiếng nhất gần đây, có lẽ là chuyện 152 người bỏ trốn tại Cao Hùng, Đài Loan ngay sau khi đặt chân xuống sân bay tháng 12 năm 2018. Chị N. T. T. Thủy, giám đốc đối ngoại của một công ty xuất khẩu công phu tại Hà Nội chia sẻ, khai thác được thị trường nước ngoài, tìm được đối tác tin tưởng để đưa công phu Việt Nam đi đã khó, làm thế nào để công phu quý phái chăm chỉ làm ăn, không nhăm nhe bỏ trốn quý phái nước khác còn khó bội phần. Khi chúng tôi làm việc với đối tác, họ luôn canh cánh một câu hỏi, lao động của các gamer thủ không bỏ trốn chứ. Thậm chí, nhiều đối tác còn khuyên dùng không tuyển công phu đến từ một số địa phương của Việt Nam lý do họ đưa ra là những người đến từ những vùng này rất hấp dẫn trốn. Một sự bất tín, dặn sự bất tin, những điều sai trái, vi phạm quy định sở tại của người Việt ở nước ngoài đã góp phần làm cho cơ hội sở hữu visa của những người ở trong nước ngày càng gian khổ. Để tấm hộ chiếu của người Việt Nam trở nên quyền lực hơn. Ngược lại với gian khổ của người dân Việt Nam đi nước ngoài thì chế độ thị thực của chúng ta đối với công dân nhiều giang sơn trên trái đất đang ngày càng cởi mở hơn. Hiện nay, có một làn sóng người nước ngoài đến Việt Nam để làm việc chui đang dần sinh ra bởi logic, việc nhẹ, lương cao, tiêu xài cuộc sống rẻ. Nhiều nước không còn thấy động lực để cũng thực hiện miễn thị thực cho công dân Việt Nam, theo một quy tắc sơ đẳng của ban giao quốc tế là quy tắc có đi có lại, bởi công dân của họ đã được Việt Nam đơn phương miễn thị thực. Thậm chí, có nước còn chưa phục vụ đề nghị chính đại quang minh của chính phủ ta về việc dễ chơi quá thủ tục thị thực để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam được đi lại dễ ẩn hơn khi ra nước ngoài. Nhìn trong khu vực, Malaysia đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Henley, đổi lại đã miễn thị thực cho hơn 160 giang sơn và dùng lãnh thổ.
nguyên tắc có đi có lại rõ rệt là rất quan trọng trong câu chuyện quyền lực này. Đã đến lúc cả nhà nước lẫn người dân phải có cái nhìn nghiêm túc về vấn đề này. Một mặt, người dân cần được thiết bị những kiến thức căn bản khi rời khỏi nước ngoài để tránh làm phương hại đến lợi ích và thể diện giang sơn. Mặt khác, vấn đề tự do thể hiện qua chế độ thị thực của nhà nước cũng nên được nhìn nhận một cách thấu đáo hơn, để người dân cũng được nước ngoài đối xử công bình như chế độ của ta dành cho du khách nước ngoài đến với Việt Nam.